kinh văn tam giả thị nhân biệt quán ngã tâm tinh tế vi mật do như vi trần lưu chuyển thập phương tánh vô di cải năng linh thử thân tức sanh tức diệt kỳ bất hoại tánh danh ngã tánh thường nhất thiết tử sanh tổng ngã lưu xuất danh vô thường tánh việt dịch thứ ba, người ấy quan sát chỉ riêng tâm mình thấy nó rất màu nhiệm vi tế, giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương mà tánh chất không rời đổi khiến cho thân này sinh rồi lại diệt, nên chấp tánh không biến diệt ấy là tánh thường của mình. Còn tất cả sự sanh diệt lưu xuất từ tâm mình là tánh vô thường. Giảng thứ ba, người ấy quan sát chỉ riêng tâm mình. Trong luận thuyết điên đảo thứ ba, hành giả quan sát chỉ riêng tâm mình, thấy nó rất mầu nhiệm vi tế. Hành giả nghiên cứu kỹ lưỡng tâm mình trong lãnh vực vi tế tinh mật nhất. Nhưng lãnh vực này quá vi diệu đến nỗi rất khó nhận ra, đó là tính chất của hành ấm. Trạng thái này giống như loại sóng gợn lăn tăn trên mặt nước hoặc là giống như vi trần lưu chuyển khắp mười phương, liên tục trôi chảy không hề dừng nghỉ mà tánh chất không rời đổi. Trong khi thân này sinh rồi lại diệt, điều ấy khiến cho thân mạng phải trải qua vô số lần sanh tử, nên chấp tánh không biến diệt trong dòng lưu chuyển liên tục ấy là tánh thường của mình. Anh ta nói, đây là tánh thường hằng của tự tánh tôi, còn tất cả các hiện tượng phải trải qua sanh diệt, lưu xuất từ tâm mình là tánh vô thường. Anh ta nói, tất cả chúng sanh đều trôi trong vòng sống chết vô tận, đều lưu xuất từ bản tánh vô thường ở trong tâm ta, nên hết thảy chúng sanh ấy đều được gọi là vô thường. Kinh văn: Tứ giả thị nhân chi tưởng ấm tận. Kiến hành ấm lưu, hành ấm thường lưu, kế vi thường tánh, sắc thọ tường đẳng, kim dĩ diệt tận, danh vi vô thường. Việt dịch thứ tư, người ấy biết rằng tường ấm đã tiêu dung, thấy hành ấm đang lưu chuyển, chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường, còn sắc ấm, thọ ấm, tường ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường giảng thứ tư người ấy biết rằng tưởng ấm đã tiêu dung hành giả biết tưởng ấm đã không còn thấy hành ấm đang lưu chuyển một cách vi tế như gợn sóng lan tăn trên mặt nước trong công phu quán chiếu hành giả chấp sự lưu chuyển liên tục của hành ấm là thường thấy sự lưu chuyển ấy liên tục không có gì thay đổi nên kết luận ồ tánh chất của nó chắc là thường hằng còn sắc ấm thọ ấm tưởng ấm đã được tiêu dung rồi là vô thường do vì thọ ấm tưởng ấm không còn nữa nên anh ta nghĩ chúng phải là vô thường kinh văn do thử kế độ nhất phần vô thường nhất phần thường cố đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh thị tắc danh vi đệ tam ngoại đạo nhất phần thường luận việt dịch do những chấp trước về một phần thường và một phần vô thường này nên người ấy rơi vào ngoại đạo mê mờ tánh bồ đề đây là thuyết ngoại đạo thứ ba chủ trương luận thuyết một phần thường. Giảng, do những luận thuyết sai lầm căn cứ vào chấp trước về một phần thường và một phần vô thường này, nên hành giả sẽ đánh mất tránh biến tri, rơi vào ngoại đạo thành ra mê mờ tánh bồ đề anh ta nói hiện tượng này là thường và hiện tượng kia là vô thường vì anh ta đã mang quan điểm điên đảo này rồi và chẳng hiểu được những điều sâu kín trong lý luận ấy nên anh ta bị lạc vào tà thuyết của ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề đây là tà thuyết ngoại đạo thứ ba chủ trương luận thuyết một phần thường đó là luận thuyết điên đảo thứ ba mà hàng ngoại đạo chủ trương xác quyết rằng mọi vật là một phần thường một phần vô thường